Chào mừng bà con quay trở lại chương trình mỗi ngày một video của công ty Takeo Việt Nam. Hôm nay xin mời quý bà con theo chân kỹ thuật viên đi bàn giao máy băm nghiền đa năng Takeo TK300 băm cây sơ giờ là phân bón. Máy băm nghiền đa năng Takeo TK300 được thiết kế với hai chức năng chính: một, máy nghiền được các loại hạt ngũ cốc, ngô, khoai, sắn, vân vân cho gia súc, gia cầm; hai, máy băm được các loại rau, cây cỏ voi, cây sắn, cây ngô, cây chuối, sơ dừa, trơn vân vân cho vật nuôi. Máy băm nghiền đa năng Takeo là loại máy thường sử dụng để băm các loại nguyên liệu dai mà một số loại máy khác không thể băm được như sơ dừa, bã mía, trơm, vân vân. Ưu điểm máy băm cỏ nghiền đa năng Takeo: máy được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với các hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. Khả năng băm nghiền giúp nhà nông tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí đầu tư các loại máy móc băm nghiền khác nhau. Thiết kế máy gồm có hai cửa nạp nguyên liệu, hai cửa xả và một buồng băm nghiền thức ăn. Dùng động cơ 3,5 kW, chạy điện một pha, phù hợp với mọi hộ gia đình. Dễ dàng sử dụng, hệ thống dao được nâng cấp hơn cho hiệu quả năng suất cao. Máy băm nghiền Takeo TK300 giúp bà con chăn nuôi dễ dàng nghiền nhỏ nguyên liệu, tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.